Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như Facebook của Trung tâm Thiết bị Âm thanh Điện tử Hùng Huyền Đông Anh. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa của hãng Sherwin Vega. Cặp loa này có model là VS100. VS100 có vỏ thùng màu nâu đỏ, rất đẹp, rất sang trọng. Cặp loa này có kích thước chiều rộng 32, chiều sâu 27 và chiều cao là 70 cm. Loa được thiết kế một bát 2.5, một loa chung, một loa tép. Đặc điểm chung ở dòng loa Sherwin Vega là vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke gia đình rất tốt. Sherwin Vega chia đa dạng các loại nhạc, từ nhạc xến, nhạc sàn, nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nó đều thể hiện rất tốt. Sherwin Vega tái tạo âm thanh một cách rất tuyệt vời khi quý vị và các bạn ghép chúng với những dòng âm ni của đàn ông, san sui. Và nếu khi hát karaoke thì quý vị cũng có thể ghép với âm ni Jaguar của Hàn Quốc. Hiện nay cặp loa VS100 của Sherwin Vega đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 12 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua cặp loa vừa để nghe nhạc và vừa hát karaoke ở dạng loa thùng, loa đứng thì xin mời liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Và ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức chất âm rất ngọt ngào, rất sinh động của cặp loa VS100. Và ca khúc ở video clip này là ca khúc thứ tư trong album Hương Tình Cũ của ca sĩ Tuấn Anh. Tôi rất ấn tượng với ca sĩ này bởi một giọng nam cao, trầm ấm, ngọt ngào và rất truyền cảm. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức cùng tôi ca khúc này, ca khúc thứ tư trong album Hương Tình Cũ. Vâng. Gió rét về lạnh căm, từng bước chân âm thầm. Anh yêu tình nỡ muộn, chiều tím màu mến thương. Mắt biết sâu lắng động, đêm thắt mà bóng đêm. Bước từng bước thầm, đi trong chiều mưa hoang, còn biết ai thương mình. Mưa giữa một tháng năm,
rét về lạnh căm, từng bước chân âm thầm. Anh yêu tình nỡ muộn, chiều tím màu mến